làm bị đánh có nhiều không? Có sao không? Thấy đau á, nó quánh toàn chỗ hiểm không. Nghe nói con sắp bị lừa, nó nháo nhào đi kiếm chú rể để cản, nên nó mới bị quánh vậy đó. Chú thấy nó cũng tội thiệt, chắc nó là người thương con nhất đó. Thôi, mình ra đi chú. Đó, thấy vui không? Vui không, vui không? Vui chứ. Tôi nói với ông rồi, đám cưới của thằng Tân với con nữ là phải vui. Bà con chòm xóm ai cũng ủng hộ, thấy không? Ai cũng cười vui ngoài kia kìa. Vậy sao mặt ông không vui? Vui lên đi chứ tôi vui à. Mà nè, bởi vậy con dâu đã có một lần lỡ đò rồi. Chứ nếu không á, cái đám cưới này tôi sẽ tổ chức nó to lớn hơn. Cỡ 10 con trâu, 10 con bò, tôi đãi cả làng này ăn luôn á. Ừ, bây giờ sắp tới giờ rồi, hai đứa chuẩn bị vô lại ông bà tổ tiên ha. Ông ơi, dạ. Ông ơi, ông ơi, chết rồi, ông ơi, có chuyện quan trọng lắm ông ơi. Không có cái chuyện gì quan trọng bằng cái ngày cưới của con tao hết á mày. Dạ không, cái chuyện này nó quan trọng hơn. Trời, quan trọng trừ cái chuyện ông nội mày chết mới là quan trọng. Ông nội cứ chết rồi, thằng khờ nó tới, nó đòi quậy đám cưới cả ông. Cho dạ. Nó vô đi, nó quậy. Cái gì? Đuổi nó ra khỏi chỗ này chứ sao? Mày, dạ nó tới rồi. Ông giờ sao làng? Tôi tới rồi. Nè, tao nghe nói mày tới đây mày quậy cái đám cưới. Mày quậy sao tao coi coi. Ủa, cậu chủ tôi mới tới, chưa nói tiếng nào mà ông nói quậy phá gì trời. Bà muốn chết hả? Ai cậu chủ của bà? Tôi quen miệng rồi, cậu chủ, mời vô. Đừng dạ. Lại, đứng lại. Nghe nè, chỉ có thằng Tân này mới là cậu chủ của bà. Chứ mà. Mày, cút đi mày. Ông trưởng là tôi không có đi đâu hết. Tôi chỉ muốn gặp cậu Tân để nói chuyện phải quấy thôi mà. Tao không cần biết, nhưng làm ơn làm phước, mày đi khỏi khuất mặt tao, mau. Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ ngồi đây chờ chừng nào cậu Tân nói chuyện với tôi thì thôi. Mày ngon ha. Tọa non xanh, xem bằng vườn ngọc. Trời đất ơi, mày đặt tọa non xanh xem bằng vườn ngọc. Trời, nó làm cho tao không biết gì hết vậy. Ủa mà nói vậy là ý gì? Trời, ông nghe không? Nó nói là ngồi trên cỏ còn vui hơn nằm giường ngọc. Ông thấy nó ghê không? Con là chị dâu của nó cũng biết lắm. Nó vừa mỉa mai vừa thách thức ông đó. Nó mỉa, nó thách thức sao? Mày giải nghĩa tao nghe coi. Câu đó ý nói cô dâu về nhà ông sang cả, nhưng mà đã qua một lần đò rồi, không còn thanh sạch giống như là khi vào nhà của nó. Lão quá mày ơi. Chưa đâu, thách là ở chỗ cứ lên giường ngọc đi rồi sẽ thấy. Không bằng cũng về lại tay nó à. Mày có thèm bớt gì trong này không? Không có thèm gì đâu. Kìa, ông thấy nó gật gù đắc ý sao? Nè, mày láo nghe chưa? Bây giờ mày ra khỏi nhà tao. À không, đi ra khỏi chỗ này. Nếu không á ha, nè, tao đập mày gãy giò nghe chưa? Chàng đâu có quậy phá gì đâu. Chàng là khách của con mà. Chàng chỉ muốn gặp công tử Tân thôi. Đuổi cổ nó đi giùm tao cái. Trời ơi, tao không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Thập thò, trước sau cũng chết. Nó nói gì vậy? Hồi nãy á, để nó còn chơi chữ, bây giờ nó nói thẳng với ông luôn rồi đó. Nó giết đó. Sao tao muốn nghĩ ta? Thập thò, coi chừng mày chết. Trời ơi, đây. Mày giết ai, mày giết thử tao coi. Tôi đâu có giết ai hết. Tôi nói rồi, tôi chỉ kiếm công tử Tân thôi mà. Công tử Tân, cậu dừng lại đi, đừng có làm mấy cái chuyện tác tệ nữa. Thôi mà mệt quá, tụi bay đâu rồi? Đuổi cổ nó ra giùm tao. Đây là nhà của con, cha là khách của con mà. Đúng rồi cha. Thôi, tới rồi thì vô ngồi dự đi. Có gì từ từ nói. Vô đi. Đi chàng. Đây, đứng đó, lùi ra, đứng đó. Ai cho vô hả? Còn cô nha. Cô mày mốt là con dâu của tôi đi. Tôi tề, tôi dạt hết cho coi. Đừng có tỏ ra cái kiểu như vậy. Không. Em chồng của con á, tới đây là để tìm bằng chứng kiện ông lên quan đó. Mày tới thì mang đám cưới hay sao mày nhiều chuyện quá vậy? Thì cô chỉ nói giùm thôi mà. Mày kêu nó kiện đi. Kiện đi tao hầu. Thôi được rồi. Hôm nay là ngày vui của hai đứa nhỏ, đừng có làm lớn chuyện nữa. Khách người ta chờ lâu rồi. Không may mình dọn thức ăn thức uống lên để đãi khách đi ông trưởng làng. Đúng. Hôm nay để giữ trọn vẹn ngày vui của con tôi. Còn bây giờ như vậy nè, nhà trai ngồi một bên, nhà gái ngồi một bên.
Còn riêng mày, mày muốn ngồi ở đâu mày ngồi. Nói nghe mừng, nói nghe mừng ha. Định ngồi hả? Ngồi không? Ngồi tại chỗ, ngồi xuống đất. Mày ngồi xuống đất mày. Dọn cổ. Xin lỗi bà con. Bây giờ xin mời bà con cho tôi có đôi lời. Lý ra hôm nay ngày vui của con tôi mời cả làng tới đây. Nhưng mà mong bà con thông cảm, có một cái trục trặc, có một cái lý do mà tế nhị tôi không nói được. Cho nên ngày hôm nay chỉ có một số chức sắc ở trong làng mà thôi. Mong mọi người thông cảm. Và tôi cảm ơn mọi người đã tới dự đông đủ. Xin mời tất cả mọi người nâng chung rượu chúc mừng con trai tôi. Ngon quá. Dùng tự nhiên. Còn giọt cho mày á.